Xin chào các bạn, mình là Đăng. Thì ở cái clip này mình sẽ review cái bộ core PIES và cái trigger này. Thì cái bộ core này có tên là Round Cloud Core, còn đây là Smart Trigger. Cả hai đều thuộc vào PIES. Thì mình sẽ dùng hai cái món này trên cái khung hàng phát này. Thì mình nghĩ cái clip này chủ yếu tập trung về cái khả năng, cái quy lực của cái bộ core thôi. Còn về cái trigger thì chủ yếu là nó hỗ trợ cho cái việc bắn nó được nhẹ nhàng hơn thôi, chứ nó không có tác dụng gì nhiều. Nếu như bình thường đối với một bộ core như của con Combat Phoenix á, thì các bạn dùng trigger thường bắn thì cái lực vừa tác dụng lên sẽ nhiều, sẽ mệt hơn. Thì sử dụng cái trigger này nó sẽ giảm tải cái lực tác động, nhưng mà cái lực thì vẫn cái lực bi bay ra vẫn ổn định. Thì đó là cái hay của trigger. Nhờ cái thiết kế của trigger này á, thì nó làm giảm bớt cái lực tác động lên. Nói chung là những cái trigger mà phụ kiện rời á, thì nó tác dụng của nó chính chỉ là giảm lực tay tác động lên, nhưng mà lực bi bắn ra thì vẫn ổn định. Đó là cái tác dụng của mấy cái trigger. Chủ yếu mình nói về cái bộ core này. Thì mình sẽ cho các bạn xem bên trong về cái thiết kế cấu tạo. Thì bên trong nó các bạn có thể thấy là những cái bộ ngàm rất là nhiều cạnh xây vòng. Thì cái điều này nó giúp cho cái viên bi á, cái đường bi nó sẽ ổn định. Như cái mình đường bi thì ổn định, lực cũng ổn định luôn, nó sẽ không có tăng giảm nhiều. Mình không có ép ngàm để tăng lực được. Bộ kho nhìn khá là đơn giản. Thì cái bộ kho này có thể sử dụng trên tất cả những các con Miniman BIES, tùy các bạn thích con nào thì gắn lên con đó cho đẹp. Giờ mình sẽ gắn trở lại. Thì chủ yếu cái clip này mình nói sơ bộ về cái bộ core và cái trigger, và sau đó mình sẽ test shot. Thì cái clip này sẽ làm nhanh chóng thôi. Thì vẫn như mỗi lần, giờ mình sẽ bắn cái target Spiderman để xem bắn nó đi đẩy xa tới đâu. Thì mình sẽ tiếp tục dùng bi Takara. Thì bi Takara nó mới phát huy được hết khả năng của con Spiderman. Cái target đi khá là xa, cũng gần tới cuối sân, tới cuối cái bàn. Vậy mình sẽ bắn từng cái mục tiêu để xem cái độ chính xác của nó. Thì như mình đã nói, do cái thiết kế của nó như vậy thì cái đường bi á, rất là ổn định. Mình cũng đã có bắn thử rồi, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Các bạn có thể thấy cái tốc độ bi rất là nhanh, mà cái đường bi nó cũng khá là thẳng, do là mình ngắm không được chính xác thôi.
Thì cái bộ kho này thì nó có hai cái điểm mạnh, đó là đường bi ổn định và lực cũng ổn định. Lực nói chung không phải yếu, cũng khá là mạnh rồi. Những cái nhược điểm là mình không có tăng giảm lực được, thì lực nó cố định luôn. Còn về cái phần trigger thì mình có thể bắn mạnh hơn một chút xíu bằng cách là dùng tay như thế này giọng xuống, thì chỉ còn cách đó thôi, thì lực nó cũng không có tăng lên bao nhiêu. Mà bạn nào sợ hư hại thì cứ để bắn bình thường vậy thôi. Mình sẽ làm thêm một số cách khác để thử lực nữa. Thì trên cơ bản là vậy, mình đã bắn đủ các kiểu hết cho các bạn xem rồi, thì các bạn có thể dựa vào đó để đánh giá và chọn mua. Do là phụ kiện thôi, do là chỉ là phụ kiện cho nên thì cũng không có gì để nói nhiều, thì chủ yếu là cho các bạn xem được cái khả năng và cái quy lực công dụng của từng món. Thì đó, thì các bạn xem và tự đánh giá, thì mình chỉ làm được đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn vào các clip sau.